Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo hàng loạt thiệp mời sự kiện online bằng Canva cực kỳ đơn giản. Và mỗi tấm thiệp là mỗi tên và hình ảnh riêng biệt, cá nhân cho từng người luôn nha. Và mình là Nguyễn Minh Phụng, hãy đăng ký kênh YouTube này nếu như bạn chưa đăng ký. Và nhớ bấm vào hình quả chuông thông báo để mỗi lần mình ra video thì các bạn chính là những người sớm nhất nhận được video từ mình nha. Để làm được điều này thì đầu tiên các bạn chuẩn bị cái mẫu thiết kế giống như thế này. Mình đang sử dụng cái mẫu này của Canva luôn. Và sau khi biên tập chỉnh sửa thì nó ra được cái hình ảnh như thế này. Ngoài ra thì các bạn cần phải chuẩn bị thêm cái danh sách data, là tên của những người mà chúng ta cần mời in trên thiệp ha. Ngoài ra thì các bạn chuẩn bị thêm avatar là những cái hình ảnh đại diện cho những người đó luôn. Ok. Và tiếp theo thì các bạn sẽ kéo xuống dưới, các bạn chọn vào cái trình tạo hàng loạt nha. Trình tạo hàng loạt và các bạn bấm nhập thủ công. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có hai cột, là cột tên và cột email. Thì các bạn xóa đi, các bạn bổ sung cái cột hình ảnh vào. Thì các bạn sẽ qua cái dữ liệu mà các bạn đã chuẩn bị ở bên Google Sheet đó. Họ tên các thứ đó. Chúng ta sẽ dán vào đây ha. Và bên này thì chúng ta sẽ chọn cái chỗ thêm hình ảnh á, thì các bạn sẽ chọn cái hình ảnh cho từng người. Ở đây thì mình chưa có up hình ảnh lên, các bạn nhớ hồi nãy mình có chuẩn bị cái hình ảnh trên máy tính hay không. Bây giờ thì mình sẽ tắt đi và mình sẽ upload hình ảnh từ trên máy tính lên nha. Đó, nếu các bạn chưa có upload hình ảnh trên máy tính lên Canva thì các bạn sẽ phải làm thêm cái bước này nữa, đó là upload hình ảnh lên Canva. Ok, sau khi upload xong rồi thì mình lại tiếp tục quay lại cái việc hồi nãy, đó là add từng hình ảnh của từng người vào đúng tên của họ. Thì cái hình này là cái hình hoạt hình thì mình làm ảnh đại diện thôi nha các bạn. Còn các bạn sẽ phải chuẩn bị hình ảnh của cái người mà chúng ta muốn hiển thị lên trên thiệp mời. Mình thấy cái thiệp mời này nó khá là hay luôn, nó sẽ giúp cho cái người được mời á tự tin hơn, và đồng thời chúng ta quảng bá thêm cái thông tin của chương trình của chúng ta. Các bạn sẽ chọn vào cái tên nè, các bạn chọn kết nối dữ liệu và chọn vào cái cột tên. Hình ảnh cũng vậy nha, các bạn chuột phải vào cái hình ảnh, chọn kết nối dữ liệu và chọn vào cái cột hình ảnh và các bạn bấm tiếp tục. Rồi, các bạn kiểm tra lại dữ liệu một lần nữa, cái nào không cần thì chúng ta bỏ tích đi. Rồi, thì khi bấm tạo thì nó sẽ ra hàng loạt cái thiệp mời giống như thế này. Mỗi thiệp mời là tên riêng và hình ảnh riêng. Các bạn thấy tuyệt vời không? Nếu cảm thấy tuyệt vời thì các bạn hãy bấm nút đăng ký kênh, bấm like video và nhớ bấm vào hình quả chuông thông báo nha. Mỗi lần mình ra video về những thủ thuật hay về marketing, về kinh doanh online thì các bạn chính là những người sớm nhất nhận được video từ mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo.